bỏ đậu luôn rồi. Đục này khá to mọi người. Vùng này khá tôm nhiều hơn vùng bên A vùng. Tôm nhiều hơn vùng lớn. Vùng lớn nước gọi nó chết quá trời chết nè. Chết quá. Nên bởi vì nó ít tôm mọi người. Tiêu nó lộn xộn bên cua ấy, chắc cua nó dồn hẳn. Cái giống như đó mình dồn hẳn cái cua mà. Lên rồi. Không lấy từ ổng đăng lên có lô cua càng đỏ. Không biết giá gì. Cái gì? Càng đỏ chịu xuống này. Mới đăng nào này bữa
vỏ cho nó về bán nó còn đỡ giá hơn cần sen đúng về giữa nó chơi. Này có gom á, thì gom vuông lớn nè. Vuông lớn nè, nãy tao đổ ghi, tao đổ vuông nhỏ trước. Chứ mà làm cái sạch bóng. Nãy vuông nhỏ sạch chán ha. Rồi thì sao đi đổ vuông lớn vô luôn vậy? Ủa, đi đổ vuông lớn trước. Làm cái sạch bóng, làm vuông lớn lên để ghi. Bọc. Anh đi sớm vậy. Giờ đèn đốt sáng bình em. Ngày xưa đèn cóc leo lét sợ luôn mà. Sợ ma chết không sợ. Sợ ma. Chết sợ ma sống. Em thì cuộc sợ ma sống. Đi bỏ nhà. Nhà nó làm gì? Nghĩ sao nhà nó gần lấy cái gì trời? Lấy gần xe ngoài, ngoài cửa nó nhìn vô. Lấy cái gì vàng bạc đâu, nó đâu để ngoài đâu. Ủa, nó vô lấy. Thấy mặt đâu? Thấy mà sao mà đứa đó mình thấy không rõ. Mà nhưng mà phạm tội thì nó phong tỏa đó. Mày cửa hả? Mày cửa nhà trước đó thì cái nóc của ấy đâu. Cái nóc của cái bự đâu.